Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay thì bên Sula nghe nhà em sẽ hướng dẫn mọi người là cài đặt cho cái bộ pin cho cái mạch BMS Zeplot nhé. Phiên bản em đang hướng dẫn ở đây là phiên bản BMS Zeplot 2.0, bao gồm loại 100A và loại 200A. Mẫu em đang lắp ở đây là mẫu 200A và lắp cho bộ pin 280. Và đây là cái màn hình của nó này. Đấy. Bộ pin này đang cho lạp với dòng là 49,74A. Đầu tiên là để kết nối được với cái BMS Zeplot 2.0 này thì mọi người vào cửa hàng ứng dụng CH Play hoặc App Store trên iPhone, tải giúp em cái phần mềm có tên là LBMS này. Đấy, bấm vào tìm kiếm nhé. Cái phần mềm nó có chữ N như này đây. Đấy. Nó ghi là LBMS này. Đấy, mọi người bấm vào, sau đó cài đặt xong mọi người mở ra giúp em. Đấy. Hiện tại em đang mở sẵn đây rồi nhá. Đây, em cho nó về từ đầu này. Đấy. Đây phần mềm đây. Đấy, các bác mở phần mềm ra giúp em. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu là tài khoản và mật khẩu. Đấy. Tài khoản thì mọi người ghi giúp em là admin, mật khẩu là 6 số 1 nhá, 123456. Đấy, 6 số 1. Sau đó mọi người bấm vào chữ login này. Rồi. Chờ một tí nó sẽ quét được cái Bluetooth do cái biến tần của do cái bộ pin lithium phát ra. Đấy, nó ở cái màn hình của cái Zeplot ấy, nó phát ra. Đấy. Mọi người sẽ chấm vào cái chữ đấy. Rồi. Chờ một lúc nó sẽ đọc được các cái thông tin của cái mạch BMS. Đây. Nó sẽ đọc thông tin BMS này. Ví dụ như là đây là sẽ thấy là dung lượng 53,9 này, cường độ dòng điện là 00 này. Đấy, cho nó lạp nhá thì nó sẽ dòng điện nó sẽ tăng lên này. Đấy, đây dòng điện đây. Dung lượng này. Đấy. Loại cell là LFP này, dung lượng 200Ah, 200Ah, SOH 100%, 53,66. Đấy. Còn các thông tin chi tiết thì mọi người sẽ bấm vào chữ driver data này. Ở đây thì mọi người sẽ xem được là cell cao nhất và cell thấp nhất này. Độ lệch cell đang là 10mV này. Đây nó sẽ có danh sách 16 cell ở đây. Nhiệt độ nó sẽ có 6 cái cảm biến nhiệt độ bên này. Đấy. Để cài đặt thì mọi người sẽ chỉnh cho em vào cái chữ set parameter. Set parameter ở đây chỉ để mục đích chính chỉ để cài đặt dung lượng của bách pin đang là 200 thành 280 nhé. Bởi vì hiện tại em đang lắp ở đây là 280. Mọi người bấm vào set parameter. Chờ một tí nó sẽ loát được ra các dữ liệu. Đấy, các bác sẽ bấm vào chữ edit để sửa dữ liệu nhé. Nhập mật khẩu giúp em là 6 số 1. Nhấn ok. Rồi. Kéo nó xuống tới một cái dòng nó ghi là AH ấy, dung lượng bộ pin ấy. Đây. Capacity này. Dung lượng hiện tại là 200 này. Dung lượng còn của mà nó đang là 100 này. Mặc định mẹ nó đẻ ra như vậy. Bây giờ các bác sẽ chỉnh cho em cái số 200 này thành số 280 nhá. Đấy. Chỉnh cho em thành 280, chỉ chỉnh mỗi cái này thôi, còn các cái thứ khác không chỉnh được nhá. Đấy. Sau đó là mọi người sẽ bấm vào chữ lưu lại nhá, bấm vào cái chữ này. Rồi. Sau khi nó lưu thành công nó bảo là set parameter thành công rồi. Rồi mọi người quay ra lại quan sát màn hình, lúc này nó là 108Ah và dung lượng còn có 30% thôi. 39% thôi, bởi vì bây giờ lúc này nó chuyển từ 200 lên 280 rồi. Đấy, dung lượng thiết kế là 280. Đấy, và SOH đây. Đấy. Về phần mềm mà giao tiếp ở đây thì đây mọi người có thể nhìn thấy này. Đấy. Nó có nhiều chế độ giao tiếp nhưng mà chúng ta cứ để mặc định kệ nó đi. Đấy. Cái switch này là các cái chức năng của cái bật thêm các cái tính năng của BMS này. Ví dụ như là bật tắt chức năng nút điều khiển, bật tắt màn hình này. Đây này. Cái này là switch sit down function, tức là sử dụng công tắc để bật tắt này. Standby sit down function này. LCD display này, hiển thị màn hình thì bấm vào đây. Mặc định nó được bật sẵn nhé, bởi vì mình đang sử dụng phiên bản màn hình. Sau khi chỉnh xong thì nó chỉ vậy thôi. Các bác muốn xem cứ bấm vào driver data này xem này, xem pin nó lệch nhiều hay không. Pin mà nó lệch nhiều ví dụ lệch từ 20mV trở lên thì là phải xem lại các cái ốc bắt nhé. Nó lỏng nó sẽ xảy ra hiện tượng là bị ngắt sớm, hoặc là dung lượng không đủ, hoặc là nó sẽ lệch cell nhiều. Nó như vậy thôi.
rồi em thoát ra nhé. Đấy, thoát hết ra. Các bác chú ý là cái phần mềm nó là phần mềm LVMS nhé, trên Android hoặc là Android hoặc App Store đều có hết. Đấy, cái này bây giờ nó phổ thông rồi, nó không phải hiếm hoi như ngày xưa là phải gửi qua Zalo nữa. Rồi, đây bộ pin này, tài khoản đăng nhập là admin này, mật khẩu 6 số 1 này. Đấy. Rồi, vào Bluetooth này. Khi kết nối được Bluetooth thì trên màn hình của cái gì nhỉ, nó sẽ lên chữ như này, đây màn hình nó sẽ lên chữ BB này. Đấy. Đây là back pin 53.46 này, dòng sạc là 49.74 này, SOC là 39.6A này, cảnh báo là normal, N là normal, còn đây là cái nó kết nối với cả Bluetooth này. Thì nó sẽ lên cái biểu tượng như thế này. Hiện tại thì bên em vẫn đang sẵn kho mạch BMS bao nhiêu nhỉ, BMS 100A xếp lót và BMS 200A xếp lót phiên bản 2.0, phiên bản 3.0 hiện tại bên em chỉ có dòng là 100A thôi. Đó, đây pin đây, máy test cell này, em đang cho lạp với công suất là 2724W này. Đó. Cell thì hiện tại bên em đang có cell Battech nhé, mai bên em sẽ về cell Higer. Đấy, các bác có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại hiển thị trên màn hình 0987006938. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.